Và quý vị thân mến, ở phần tiếp theo này thì chúng ta lại cùng đến với những người bạn của One B, Tuấn Anh. Tuấn Anh thân mến, hồi nãy bạn thấy là bạn bè của bạn nói xấu bạn dữ dội lắm đúng không? Nhưng thật ra đó chỉ là một phần vui của chương trình thôi. Xin mời bạn theo dõi clip sau đây để thấy được sự thật nha. Nói chung với là nãy giờ mọi người cũng khó khăn lắm mới dám nói những điều thầm kín phải không? Thành ra là nói là để xây dựng ha. Bi cố gắng nhớ là đừng có ghim nha. Và một điều cuối cùng là chắc chắn là One Bi cũng biết là mọi người lúc nào cũng rất là yêu thương Bi và sẽ ủng hộ One Bi hết mình. Có lệnh. Không có giận nữa nha. Không có giận nữa nha, vỗ tay. Không có giận nữa nha. Không giận, để bụng thôi. Để bụng. Và các bạn cũng đã thấy là chúng ta có rất là nhiều người bạn của One B Tuấn Anh quan tâm đến anh chàng này. Và chúng ta sẽ mời một trong những người ấy xuất hiện trong chương trình. Đó là ai? Chắc chắn sẽ là một người đặc biệt đây. Một người không xuất hiện trong video clip lúc nãy. Một cô gái Hàn Quốc. Xin mời Kang Ha Neung. Là Kang Ha Neung. Kang Ha Neung. Dạ. Kang Ha Neung, nó nói lại Kang Ha Neung đúng không? Dạ, Kang Ha Neung. Không phải ba đan nưng. Khán giả người ta quen với cái kiểu ba đan nưng, bây giờ gọi bạn này ba đan nưng được không? Bây giờ chào khán giả của Leo and You bằng một câu Hàn Quốc được không ạ? Dạ. 안녕하세요 Leo and You 여러분 강하늘입니다. 감사합니다. Dễ thương quá. Một cái này nè. Em ơi, bây giờ cho em ăn chè. Yeah. Ăn chè ha. Chè chuối. Dạ chè chuối. Em chơi cái này nha. Yes. Sao dễ dụ như vậy? Dễ lắm. Rồi thôi được rồi. Bạn cứ chơi đi rồi xong chương trình. Anh với One B dẫn em đi ăn chè chuối. À, ok, rồi. Được không? Ok, xin mời bạn quay. 10 lần luôn. Rồi 1, 2, 3, dư. Trời ơi, dịu dàng lên quay. Quay mà nặng dữ gì đó hả? Số 2 hồi nãy là One B quay rồi, phải mà quay số khác. Trời ơi. Số 2 ơi, mạnh lên. Dạ. Mạnh lên đi. Mạnh không lên. Không mạnh lên được tại vì hôm ăn sáng không ăn được. Chưa ăn gì hết, chưa ăn chè chuối. Dạ. Không có quay được phải. Dạ, không? Thôi giờ quay giùm nha. Dạ. Quay giùm nha. Quay. Là có chuyện gì chịu nha. Yes. Hay. Mà lỡ quay giùm là dừng lại giùm luôn nè. Hay, số 6. Và tương ứng với số 6. Đó là Kang Ha Neung. Yeah. Hát bài hát Qua cầu gió bay. Qua cầu gió bay. Có hiểu bài hát này nói gì không? Dạ có hiểu rồi. Bài này nói gì vậy? Bài nói là muốn âu bỏ âu cho anh. Bỏ âu. Bỏ âu. Bỏ âu. Bỏ âu cho anh. Yeah. Làm gì? Muốn đám cưới. Muốn đám cưới. Yeah. Muốn đám cưới cái cởi áo ra cho anh. Phải không? Phải. Thật ra cái bài này nó không phải như vậy đâu. Nó không phải. Cái bài này á là muốn đám cưới thì phải ăn chè chuối. Đúng rồi. Chúng ta vỗ tay cho cái sự rất là hồn nhiên dễ thương của một người bạn nước ngoài của chúng ta trong ngày hôm nay. Và một món quà dành cho Kang Ha Neung. Đây, một món quà rất là dễ thương đến từ nhà tài trợ dành cho Kang Ha Neung. Cảm ơn bạn đã tham dự chương trình. Và chúng tôi cũng sẽ dành cho bạn thêm một tràng pháo tay nữa. Như các bạn cũng đã thấy là một cô bé Hàn Quốc cũng có thể có những tài lẻ rất là dễ thương mang đến cho chương trình. Và hy vọng các bạn cũng vậy, hãy truy cập trang web www.sảnkhoaithaga.com.vn để thể hiện tài lẻ của mình nhé. Còn bây giờ sẽ là phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên sẽ là một tràng pháo tay của khán giả tại trường quay. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với One B cùng với Kang Ha Neung. Có cách nào để gọi Kang Ha Neung ngắn hơn không? Ha Neung có nghĩa là trời đúng không? Bầu trời hả? Bầu trời đúng rồi. À. Ha Neung có nghĩa là bầu trời. Nay là cô gái này muốn gọi dễ hơn, có nickname thân mật là Sky. Sky. Và như vậy là chúng ta sẽ cùng thống nhất là chúng ta sẽ gọi B và Sky. Được không ạ? Được không các bạn? Nếu không thì gọi tên tiếng Việt cũng được. Trời ơi. Trời ơi. Tên tiếng Việt hay đó, trời ơi. Nãy giờ One B nói gì em có hiểu không? Sao em gật dữ vậy? Dạ hiểu rồi. Thiệt không? Tại vì nghe nhiều rồi, tại vì người ta
hỏi gặp thế nào. À. Em ăn nói nhiều rồi, giờ em hiểu, mọi hiểu rồi. Em hiểu rồi mà em nói anh không có hiểu gì hết. mà Sky nè, em tại sao em lại muốn làm ca sĩ? Tại sao em lại muốn đi hát? Tại vì em sống, em thích ở Việt Nam và thích người Việt Nam và thích đồ ăn của chà Việt chuối. Nam, chè chuối, đúng Nam. Rồi và cái gì nữa, trà sữa. Trà sữa. Không có gì, không có đâu Hàn Quốc. Không có đâu. Hàn Quốc không có đâu. Yeah. Bánh mì. Yeah. Nên em thích, em sống, em muốn sống ở Việt Nam. Sống ở Việt Nam vì đồ ăn. Chúng ta vỗ tay vì cô này đi ạ. Cô bé rất là thành thật phải không ạ? Chè chuối, bánh mì, trà sữa. Còn toàn là đồ ăn Campuchia nữa, nhiều lắm. Nhưng mà em ở Hàn Quốc á, em có bao giờ đi hát chưa? Em có hát chưa? Dạ có rồi, tại vì em học là hát và học về nhạc kịch và diễn xuất, nên đây là chắc chắn học là về nhạc kịch và diễn xuất. Đâu thử làm cho khán giả coi được không ạ? Nó muốn ăn thôi. Xin lỗi anh, không cứ được làm đi. Bên này nè. Ok, bên này đi. Không làm được. Nhìn mặt chắc mắc cười quá. Ok, anh. 그 남자는 안 돼. 그 남자는 네 언니를 죽인 놈이야. 봐, 나를 봐. 나를 보고 얘기하란 말이야. 안 된다고 말했잖아. 내가 잘할게. 조금만 더 잘할게. 어? 조금만 더 잘해야 되니까 제발 나 떠나지 마. 어? 막 그이 꽈. Và sao trong phim Hàn Quốc nó phải là oppa sao không nói con nãy giờ nói gì vậy? Mắc cười quá. Chứ trong Hàn Quốc mà ta hay vậy nè, mổ là cái gì à, được rồi. Ok, được rồi, bây giờ mà nói chuyện với em mà anh không hiểu là mổ là được không? Rồi, xin mời mọi người ngồi xuống và tiếp tục ạ. Chúng ta thấy là ca nâng diễn được không ạ? Có một diễn viên Hàn Quốc ngay trong Leo and You luôn, quá dữ. Hai bạn đã quyết định là đi cùng nhau trên con đường âm nhạc, vậy thì là sắp sửa đây sẽ có một cái kế hoạch gì cho việc phát triển hình ảnh chung không ạ? Chắc chắn là có rồi. Hiện tại thì chắc là mọi người cũng đã thấy được một vài sản phẩm của One B cùng với lại Sky kết hợp. Và không chỉ những vậy đâu, thì Sky còn sẽ phát triển sự nghiệp solo của mình. Wow. Qua một ca khúc cover lại của một nữ ca sĩ Việt Nam mà Sky thích là Mỹ Tâm. Và một ca khúc nữa do chính Sky tự sáng tác luôn. Có thể là ca khúc đầu tiên của Sky. Bà có thể hát sơ sơ bài đó được không? Cái bài mà sáng tác á. Sáng tác là... bài của em đó. Dạ. Yeah. Bài của em. Người yêu ơi, anh giờ nơi đâu? Có hay từng ngày em ôm em vòng tay, anh nhẹ ôm lấy em. Mổ. Không hiểu hả? Mọi người hiểu không? Leo giỡn thôi, bạn hát rất là hay, rất là dễ hiểu. Và bây giờ thì Leo sẽ nhường quyền cho khán giả. Các bạn có muốn đặt câu hỏi gì cho One B và Sky không ạ? Xin mời bạn. Em chào anh B với chị Sky. Chào em. Em tên là Tiên. Em chào muốn hỏi chị là nếu như mà chị quyết định là làm sự nghiệp ca hát á, ở Việt Nam á, là chị quyết định là sống ở đây luôn. Vậy còn gia đình của chị ở bên Hàn Quốc thì như thế nào? Và chị có dự định trở về Hàn Quốc hay không? Dạ có, sắp về. Nhưng mà quay lại về Việt Nam. Có nghĩa là sẽ đi đi về về. Quay lại đi đi về về. Tại vì nhớ bố mẹ. Nhớ bố mẹ. Dễ thương quá. Cứ Sky nói câu nào anh Bi dịch câu đó. Mốt khỏi làm ca sĩ nó đi làm thông dịch viên cho ca sĩ này được rồi. Có ai hỏi về mối quan hệ của hai người này không? Thấy thân thiết quá nè. Trời. Đó anh hỏi giùm luôn đó. Khán giả hỏi. Khán giả hỏi là Kang Hanung có thích anh Bi không? Dạ có, tại vì mua chú đồ ăn mua chú Sky nhiều lắm. Không hiểu. Không hiểu ạ. Mua. 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 Mua.
đồ ăn chè chuối hả? Chè chuối mua chỗ Sky nhiều lắm. Có là chỉ vì One B mua chè chuối cho Sky mà Sky thích One B. Quý vị, các bạn thấy là có rất là nhiều những cái điều rất là dễ thương trong mối quan hệ hàng ngày, rất là gần gũi mà One B và Sky mang lên sân khấu. Và các bạn thấy đó, để có thể hát cùng nhau, để có thể hiểu nhau thì họ cũng đã trở thành những người bạn rất là thân thiết, hoặc là cũng thành những người trong cùng một gia đình, đúng không ạ? Và đương nhiên rằng là chương trình còn rất là nhiều niềm vui khác dành cho khán giả ngày hôm nay. Các bạn khán giả ơi, chúng ta vẫn còn thiếu một phần từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là phần trò chơi dành cho khán giả, đúng không ạ? Và bây giờ đó chính là phần dành cho các bạn. Tùng cần tuyển mỗi bên hai người. Xin mời hai cô bé cạnh nhau. Bên này thì Quang Bi chọn đi. Một bạn nam và một bạn nữ, nó cũng đã xung phong rồi thì Quang Bi. Rồi, xin mời các bạn chúng ta bước ra đây trong tràng pháo tay của các bạn khán giả. Và trò chơi của tuần lễ này như sau, chúng ta sẽ thử tài trí nhớ cũng như là những sự tưởng tượng các bạn về những bài hát của One B Tuấn Anh cũng như của Sky. Chúng tôi sẽ mở nhạc lên và tương ứng với mỗi bài hát như thế sẽ có một bức hình tương tự. Chúng ta sẽ chọn lựa bức hình ở trong khay này để dán lên trên bảng. Sau toàn bộ chương trình, nếu như bên nào xếp hình được đúng nhất và nhiều nhất thì bên đó sẽ nhận được nhiều quà hơn của chương trình. Các bạn đã hiểu trò chơi chưa ạ? Rồi, xin mời. Một người thôi. Hết giờ, chúng ta vỗ tay cho hai đội chơi được không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lại và thử xem coi là hình ảnh đúng sẽ là như thế nào nha. Bài đầu tiên là bài Dòng Thư Cuối. Bài số 2. Chúng ta vỗ tay cho một cái đúng của đội Sông Tiên. Bài hát số 2 nè. Đây là sai nè. Trừ. Hai cái áo nó nằm bên này, mình dán lộn bên này. Dù sao thì cũng trừ. Rồi, vậy là này nằm trong đúng hai. Rồi, chúng ta vỗ tay với đáp án đúng thứ hai của các bạn. Ôi, nãy giờ có hai cái đúng thôi. Và đây là một đáp án chính xác. Chúng ta vỗ tay cho các bạn một lần nữa nào. Bài hát cho em Thùy Chi. Và đây là một đáp án chính xác. Đây là bài hát Chắp cánh và bài hát này qua bài hát chung với Đồng Nhi. Chính xác. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ tính điểm cho đội Song Tiên bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, phải không ạ? 5 cái đúng, cái này thì sai vị trí cho nên là được nửa điểm nữa thành 5 điểm rưỡi. Chúng ta vỗ tay cho Song Tiên được không ạ? Rồi, tương ứng như thế chúng ta nhìn qua đây nha. Số 1 các bạn dán hình này có được không ạ? Tại vì do cái hình ảnh trong MV của Dòng Thứ Cuối không có, này cũng có thể lấy một tấm hình mà One B cùng với lại Kang Hanun kết hợp. Rồi, tính luôn. Rồi, tính. Số 2 mất sai rồi đúng không ạ? Cái số 3. Số 3 là sai luôn. Mùa hè sai rồi. Số 4 rồi mất sai luôn. Số 5. Loving you sai luôn. Số 6. Bắt sóng cảm xúc là này nè, sai luôn. Số 7. Này là không đúng rồi, bài gì cũng không đúng trơn á. 9. Tính không phải luôn. Trời. Số 10. Một bài hát khác ở trong album cùng album đó cũng không đúng luôn. Và như vậy số điểm của chúng ta là... Thật ra là bạn hơn được một điểm á, tại vì bạn chỉ sai thứ tự thôi. Đúng không? Đúng bạn rồi. Được chừng khoảng 175 điểm đó. Cho nên là để an ủi các bạn á, thì các bạn vẫn nhận quà của chương trình, được không ạ? Chúng ta vỗ tay cho cả hai đội chơi, đúng không ạ? Ok. Đây, để em chia phụ nha. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với trò chơi vừa rồi thì chúng ta cũng đã điểm qua được rất là nhiều hình ảnh của ca sĩ One B qua từng thời kỳ, qua từng bài hát với những cảm xúc khác nhau. Và đó là những món quà mà Leo and You mang đến cho khán giả cũng như One B Tuấn Anh và Sky. Còn bây giờ sẽ là món quà mà Sky và One B Tuấn Anh dành cho khán giả. Món quà đó là gì thì các bạn đừng chuyển kênh nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với món quà đó trong ít phút nữa. Trong bộ phim đó sẽ biến thành... Nữa đi, mạnh liệt lên!